Đây là một trong những kho đông lạnh cá lớn nhất ở tỉnh Đồng Tháp, với công suất thiết kế chứa được 6.000 pallet hàng. Nhiệt độ trong kho luôn phải ổn định ở mức âm 23 độ C. Tất cả đã trở lại hoạt động bình thường. Duy chỉ có sự ám ảnh luôn hiện hữu về một tai nạn lao động kinh hoàng và dòng quay thời gian chậm chạp, khắc nghiệt. 103 giờ trong mong manh lằn ranh sinh tử. Mười bảy giờ ba mươi ngày 19 tháng 7 năm 2014, anh Mai Thanh Sang là nhân viên lái xe nâng hàng trong kho đông lạnh. 18 giờ là anh giao ca, và lúc này đã 17 giờ 30 phút. Những người cùng làm việc với anh đã rời khỏi kho. Chỉ một kiện hàng nữa anh cũng hoàn thành phần việc ngày hôm nay. Nhưng chính lúc này, xe nâng hàng của anh gặp sự cố khuất tầm nhìn, vướng ở tầng 6. Anh cho rút cần phụ hỗ trợ, kệ hàng trên đầu anh bắt đầu rung rinh. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, anh Sang vội vàng bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa. Cửa thoát hiểm quá xa, mà kệ hàng cồng kềnh đổ quá nhanh. Đây là tổng thể kho đông lạnh, chiều dài 57m, rộng 51m, diện tích 2.907m. Lượng hàng trong kho thời điểm này là 3.000 tấn, được sắp xếp chồng lên nhau trên các khung sắt chữ V yếu, đặt trong 5 dãy của kho. Mỗi dãy rộng 6m, dài 57m, cao 10m, khoảng cách các dãy là 4m. Với cách sắp xếp kiện hàng và dãy trong kho, dễ thấy chỉ cần một kiện hàng đổ sẽ tương tự hiệu ứng domino kéo đổ hàng loạt. Quan trọng là diện tích kho đông lạnh lớn nhưng chỉ có hai cửa thoát hiểm. Một cửa cho hàng vào ở phía trước và một cửa cho hàng ra ở phía sau, rộng 0,5m và cao 1,5m. Như vậy, chỉ cần một kệ hàng rung rinh đã đủ để tạo thành một dòng dây vô cùng nguy hiểm. Anh Sang đã bị chôn vùi trong kho đông lạnh như thế, ở nhiệt độ vẫn đang là âm 22 độ C. Năm phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ Đồng Tháp nhận được tin sụp kho đông lạnh và lên đường đến hiện trường ngay lập tức. Nhiệm vụ khẩn cấp lúc này là tìm và đưa anh Sang ra khỏi kho đông lạnh càng sớm càng tốt để bảo toàn tính mạng. Qua tìm hiểu công nhân, vị trí anh Sang được xác định là ngay tại xe nâng hàng vẫn đang nổ máy. Vị trí cái xe anh Sang nằm thì nó này nằm trong đường thoát nạn, nhưng mà nó này xe vẫn đang nổ máy, mà cái cần thì nó vẫn ở hạ. Khi mở ra thì trước tình huống đó thì chúng tôi không thể nào mà cách nào không có cửa vào, chúng tôi phải dùng máy cắt tường và cắt thẳng vào cái xe đang nổ máy đấy. Đấy, xác định để cứu anh Sang. Cô tôi ơi, thì nguyên một bóng tối luôn, thì cố gắng kêu mà không có nghe tiếng người nói luôn, mình chỉ nghe tiếng là truyền hàng rồi với tiếng cưa sắt rồi ở trên thôi, mà kêu không ai nghe hết. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Cái nối thoát nạn vừa rộng 5.5m và dài độ 1.5m. Khi cắt xe thẳng đến vị trí xe đang nổ máy thì lại không kiếm được anh Sang, thì bắt đầu tôi chuyển hướng theo cái hướng khác, là hướng về cái nối là hàng vào. Anh Sang đang nằm ở vị trí nào, chính anh cũng không biết, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Xung quanh anh chỉ là bóng đêm, không có cả khái niệm thời gian. Anh chỉ cảm nhận mình đã nằm rất lâu. Những âm thanh khoan cắt, bóc dỡ hàng vẫn xa xôi, và bỏ mặc những tiếng kêu cứu đang dần yếu ớt của anh. Sự hoảng sợ và cái lạnh dần xâm chiếm. Những lúc mà
những lúc mà vất vả nhất và những lúc mà có thể nói là bi quan nhất, đó là tôi nghĩ đến gia đình tôi, vợ con tôi. Thật sự nếu mà tôi mà mất rồi thì vợ con tôi sẽ bơ vơ, không biết sống với ai nữa. Chỉ mới hôm qua, sau 4 tháng vợ anh về quê mẹ sinh con, chuỗi ngày dài nhớ nhau hẳn chưa được bù đắp. Họ còn hẹn rằng buổi cơm chiều sẽ kể nhau nghe nhiều hơn, nhưng anh Sang đã lỡ buổi cơm chiều hôm đó. Thì sẽ gần sáng đó, rồi mấy chị đi về rồi nói với là mẹ, rồi cái mẹ mới nói thú thật cho biết là giờ thật sự là chưa kiếm được anh Sang, chắc anh Sang không còn nữa. Rồi lúc đó biết đó, ngồi lúc là nói chung là không còn nước mắt mà để tự gớt, tự nhiên ngồi nó cứng nó trơn luôn vậy đó, không nói được gì hết trơn đó. Mỗi lần múc cơm ăn thì nhớ tới ảnh, không biết trong đó là ảnh còn sống hay chết mà kiếm ảnh hoài không được. Mỗi lần nhớ tới nước mắt nó cứ rớt rớt hoài vậy đó, nhớ tới còn sợ. Vẫn còn tràn đầy hy vọng, 20 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn thường trực luôn đi đầu và chỉ đạo 1.000 công nhân thay nhau dọn hàng ở lối thoát nạn gần khu vực xe nâng. Lạnh giá âm 22 độ C khiến các chiến sĩ nhanh đuối sức, cứ 2 tiếng là phải thay ca để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cuộc tìm kiếm lâu dài. Làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, vì vậy đến hết ngày thứ 2 chỉ mới giải phóng được 30% khối lượng hàng và vẫn không tìm thấy anh Sang. Tôi chính tôi đã trực tiếp ở trong đó, thì tôi cũng linh tính, tôi căn cứ cái máy này nó không phải là nâng nâng càng, mà nó đang nổ máy ở vị trí hạ càng. Tính chất từ cái hiện tượng đó, tôi tính nghĩa là anh Hai Trang không phải là ngồi trên xe, mà sẽ đang đi khảo sát một cái dãy hàng khác. Kệ thứ nhất, nối thoát nạn thứ nhất thì cũng không phát hiện được. Rồi tiếp theo mở rộng nó kệ thứ hai, cũng chiều rộng 5m, cũng không phát hiện được. Và kệ thứ ba cũng không phát hiện được. 1 ngày nữa, đồng nghĩa với việc ngày thứ 3 của cuộc tìm kiếm cứu nạn đã trôi qua. Ngày thứ 4 được xem là ngày quyết định. Vì thế, mọi nỗ lực dồn nén qua việc khẩn trương chuyển hàng ở dãy thứ 4 của kho. Dạ, em gian giá nhiều lắm. Mong sao mà cho ảnh ra anh thoát nạn là được. Ảnh có bị sau này, có bị tật nguyền gì, cũng chịu nữa. Không đêm nào ngủ được hết trơn. Đến khi mà mệt mỏi quá đó, vừa chợp mắt rồi thôi rồi nhớ lại. Lúc này, liệu anh Sang có còn sống không? Là nằm trong đó là bị kẹt luôn, tay mới khều được cái gì, cảm nhận được cái đó. Những cái bịch cá mà nó gã đông đó, nó mềm lên đó, nó tạo thành nước đó, tôi mới móc mấy bịch cá đó tôi mới uống, rồi rất là tanh. Nhưng cũng gán mà uống xong rồi ngủ rồi thức dậy rồi kêu không ai nghe hết, nên ngủ làm mấy lần vậy. Rồi mỗi lần tỉnh dậy, thức dậy là rất là mừng, là biết là mình còn sống. Nhưng liệu người chồng, người cha với ý chí mạnh mẽ trở về gia đình này còn cầm cự được thêm bao lâu nữa khi 80% diện tích kho đã được giải phóng, vẫn không tìm được thêm manh mối nào về vị trí của anh. Và khi sức người đã kiệt, nhiệt độ kho tăng, nước rỉ ra nhỏ xuống như một cứu cánh cho người đàn ông đã 4 ngày không một giọt nước miếng cơm, thì nay cũng chính những giọt nước buốt lạnh này đang dần xuyên qua lớp áo bảo hộ thấm vào cơ thể anh. Rạng sáng ngày thứ 5, kể từ khi anh Sang bị chôn vùi, mọi hy vọng dường như đã tắt.
bởi có thể đưa anh ra cũng không còn hy vọng sống sót. Đúng vào đêm ngày thứ thứ năm ấy, lúc đúng 12 giờ đêm thì lúc anh em là rất là mỏi mệt lắm rồi, vì không còn hy vọng nữa, vì đã kiếm gần hết kho rồi, là có năm cái giấy mà đã giấy thứ 4 là gần hết rồi. Đêm thứ năm đó là cảm giác của tôi là có tiếng người nói mấy anh cứu hộ đó, tôi cảm giác tôi nghe được tiếng người nói càng ngày càng lớn, rồi tôi mới kêu lên. Và lúc đó tôi mới phát hiện là có người còn sống, Sang còn sống ở nằm vị trí này. Có người nghe tiếng kêu cứu và phe đèn sofa đèn trực tiếp xuống là tôi thấy được ánh đèn. Là niềm vui không thể tả được, mà cả công nhân là thật là hàng ngàn người họ nhào đâu, họ nhào như là xin lỗi như điên vậy, họ không thể tưởng tượng nó mừng, mà họ người nào cũng muốn vào được cứu. Thì ở trên công ty mấy anh chị điện về cho hay là nói giờ anh Sang kiếm được rồi mà anh còn sống. Trời ơi, lúc đó mừng vô cùng luôn, mà không biết diễn tả sao được nữa. Lúc đó mà ôm con mà nó mừng, biết rằng anh còn sống với mẹ con rồi. Anh Mai Thanh Sang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Bình và chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp 2 giờ sau đó, trong tình trạng tụt huyết áp, mạch nhanh, dinh dưỡng kém, mất nước trầm trọng, dung tích hồng cầu cao và hai bàn chân chi dưới thay đổi sắc màu, da trắng xanh, mất cảm giác là kết quả của việc bị bỏng lạnh sau 103 giờ bị giam ở nhiệt độ âm 23 đến âm 10 độ C. Sau khi sơ cấp cứu và ủ ấm, anh Sang được chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu để được sưởi ấm chân và cơ thể bằng máy sưởi chuyên dụng. Ví dụ như những cái trường hợp mà đắm tàu ở cái vùng biển lạnh đó, người ta chết không phải vì chết đuối mà nó chết vì lạnh. Khi rớt xuống biển là nó chết vì lạnh. Trong vòng khoảng 30 phút này kia là người ta đã chết. Nhưng mà bệnh nhân này vẫn sống được trong vòng 5 ngày. Không ăn, không uống. Mà với môi trường vậy sống được thì cũng là rất là hy hữu. Theo tôi nghĩ thứ nhất là cái thể chất anh này rất là tốt. Còn trẻ, thể hình, thể chất tốt. Thứ hai nữa là cái điều kiện bảo hộ lao động lúc trong thì làm việc trong kho lạnh của cái xí nghiệp này nó tốt. Chắc có lẽ cũng nhờ cái băng tuyết trong đó thì nó cũng hỗ trợ phần nào cái vấn đề dinh dưỡng cho anh, để mà anh chịu đựng được trong cái thời gian 5 ngày. Sau hơn 1 tháng điều trị bỏng lạnh, phẫu thuật cắt chân bỏng tại bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 1 tháng 10, anh Sang đã xuất viện, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Tuy giờ đây anh phải ngồi xe lăn, nhưng theo bác sĩ, một thời gian sau, anh vẫn có thể lắp chân giả và đi làm trở lại. Ai đã từng chờ đợi, hết nước mắt nguyện cầu niềm tin và hy vọng? Ai đã từng đứng bên mong manh của lằn ranh sinh tử, sống sót và trở về một cách kỳ diệu, sẽ trân quý biết bao từng phút giây tưởng như bình dị này.